Trưa nay tôi đang ở sau giường cào sạch cái đám cây dại này. Lúc này là buổi chiều, tôi ra sau giường để cào sạch tám cỏ dại. Người kể chuyện: Vương Khánh Hưng. Trời nóng, tôi cởi áo, dùng cái cào sắt để cào sạch những bãi cỏ dại, thường là rau sam mọc khắp trên mặt đất. Trời mưa, rau sam mọc đầy trên mặt đất. Do đó thỉnh thoảng phải dọn xóc nó lên rồi sàng, lấy lại đất, loại bỏ cọng rau sam. Tuấn Ngọc hát bài Giọt Lệ Cho Ngàn Sao của Từ Công Phụng. Một thời xa nhau một đời, lệ này em sẽ khóc ngàn sao. Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người, người buồn cho mai sau cuộc tình ta tan mau. Thoáng như chiếc lá vàng bay, mùa thu qua nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau. Mưa trên nụ cười, mưa trên tình người, lệ nào em sẽ khóc ngàn sao. Với đôi tay theo thời gian tôi còn, một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang. Lá vẫn rơi bên thềm vắng, từng thu qua vô hạn. Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau. Mưa trên cuộc đời, mưa như nghẹn lời, lệ này em sẽ khóc ngàn sao. Một mai khi xa nhau, người cho tôi tạ lỗi, dù kiếp sống đã gieo phong rồi. Giọt nước mắt rót ra nhỏ xuống trái tim khô, một đời tôi tê thank you.
người cho tôi tạ lỗi. Dù kiếp sống đã gieo phóng rồi, giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô. Một đời tôi tê tái lặng nghe muôn cùng sầu hắt xuống đời. Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau. Sông buông xuôi theo ngày tháng, từng thu qua vơi trông theo đá mờ. Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi. Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi. Sắp mấy giờ đó sao đó sáng để làm sạch cỏ dại. Lệ này em sẽ khóc sau khi tôi dùng xuống sắp đất lên. Và bây giờ thì lấy cái sàng để sàng lọc ra, bỏ những loại cỏ hoang. Cỏ hoang ở đây thường là rau xàm hay là những cây như cỏ bồ công anh. Qua một vài trận mưa thì rau xàm phủ kín mặt đất, do đó thỉnh thoảng phải cào dọn sạch mặt đất. Làm vườn cũng là một bài tập body giúp cho cơ thể của chúng ta có vận động, và đó cũng là những bài tập tốt cho thân thể của mình. Dọn dẹp cỏ dại, mọc quang. Tôi đã dọn sạch bãi rau xàm mọc phủ ở sân sau nhà. Những đám cỏ dại mọc ở trên đất, tôi dùng xuống cào nó rồi sàng lại. Thế là xong. Thì là buổi chiều, theo dự báo thì hôm nay trời không có mưa, do đó sẽ phải tưới nước cho mấy bụi cây này. Vì ngày mai cũng là một ngày cloudy day nhưng không có mưa. Đến đây nói câu quen miệng, Quincy chào bạn, hẹn gặp lại.